xin chào mọi người ngay bây giờ là 9h55 đâu tầm khoảng có 15 phút nữa mình sẽ nhảy lên một cái phát trực tuyến à, với anh em mình mới nhảy vô văn phòng đầu được vài phút à, thì mình sẽ nói chút xíu về BTC vừa rồi giá nó sập như vậy thì đã được cân nhắc à, hồi sáng ngày hôm nay à, lúc mình ngủ dậy mình đã làm cho bạn một cái video tín hiệu gửi thăng thì cái sự sụp đổ vừa rồi là nó không phải là một sự bỡ ngỡ Nhưng trong cái phát trực tuyến tối nay Mình sẽ nói về cái chuyến đi của mình là nhiều Mình sẽ ghi vài thông tin xuống và mình sẽ chia sẻ cho bạn Mình sẽ ngồi với bạn đâu khoảng ba 30 phút Mình sẽ trả lời, mình sẽ chia sẻ cái gọi là cái trải nghiệm Đi tới Bali là gì? À, và nếu mình có thời gian dư trong buổi phát trực tuyến tối nay thì mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi liên quan với thiên điện tử vậy thôi à, gặp mọi người đâu khoảng cỡ 15 phút nữa mình tranh thủ đăng cái này lên vậy thôi xin chào mọi người